Theo báo cáo toàn cầu về tiến bộ trong cải cách hướng tới tài chính bền vững, đối phó với biến đổi khí hậu của mạng lưới ngân hàng bền vững gọi tắt là SBN Việt Nam, thì chúng ta được xếp nằm trong nhóm dẫn đầu về thúc đẩy tài chính bền vững. Cùng với 7 quốc gia khác là Bangladesh, Brazil, Trung Quốc, Colombia, Indonesia, Mông Cổ và Nigeria, Việt Nam được đánh giá ở trong nhóm dẫn đầu khi đã triển khai những cải cách quy mô lớn ban hành các chính sách và quy định căn bản để tăng cường tài chính bền vững và bắt đầu có cơ chế đo lường kết quả thực hiện. Đây là một bước tiến quan trọng để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Việt Nam. Đối với riêng Việt Nam, báo cáo của mạng lưới ngân hàng bền vững SBN đánh giá cao nội dung toàn diện của chỉ thị về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường và xã hội. Chỉ thị 03 do Ngân hàng Nhà nước ban hành vào năm 2015 nhằm thúc đẩy nền kinh tế xanh và khuyến khích tất cả các tổ chức tín dụng cân nhắc các rủi ro về môi trường và xã hội trong các giao dịch cấp vốn. Đây là báo cáo đầu tiên cung cấp được một bức tranh toàn diện về các nỗ lực chính sách của Việt Nam trong tiến trình thúc đẩy tài chính bền vững.